Xin chào các bạn, mình là Bảo Hiếu và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau có một trải nghiệm rất là thú vị. Đó chính là test độ bền của hai cái sản phẩm sáo lọc Recorder mà hiện tại mình đang bán rất chạy này, đúng không ạ? Một cái các bạn nhìn thấy nó là màu trắng sữa, một cái là màu xanh dương. Cái xanh dương này thì nó là màu có thể trong suốt, có thể nhìn qua được, đúng không ạ? Nhìn xuyên qua được. Còn cái trắng sữa này thì không. Khác biệt nữa đó là cái trắng sữa này có thêm một cái dây đeo để chúng ta có thể đảm bảo an toàn, không bị rơi trong quá trình sử dụng, đúng không ạ? Tuy nhiên là để test độ bền mà đảm bảo lại chắc chắn quá như thế này thì chắc là không test được. Mình sẽ rút cái dây ra, đúng không ạ? Tháo cái dây ra. Như hai cây này thì là số khớp là bằng nhau các bạn nhé, có thể tháo ra được hai cái khớp và tạo ra ba khúc. Đấy. Giờ mình sẽ thử qua về âm thanh này. Đúng ạ, lên đầy đủ các nốt này, các bạn thấy là sản phẩm vẫn còn nguyên vẹn các bạn nhé. Nó có các khớp nên đôi khi sử dụng chúng ta phải vặn qua vặn lại một chút. Lên đầy đủ các nốt, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng mang ra sân khấu ngoài trời để chúng ta sẽ cùng nhau test cái độ rơi, độ bền của nó xem như thế nào các bạn nhé. Xin chào các bạn, tôi đang ở sân khấu ngoài trời rồi và bây giờ tôi sẽ test cái độ bền của hai cái sản phẩm này với cái độ cao là ngồi từ trên một chiếc ghế đỏ như thế kia, đúng không ạ? Chúng ta đang thổi và nó bị rơi thì nó sẽ có dập vỡ hay không các bạn nhé. Trước tiên là cây trắng. Đến cây xanh ạ. Thật ra thì với cái chất nhựa như này thì với cái độ rơi như vậy thì tôi thấy chẳng có vấn đề gì cả các bạn ạ. Đấy, khớp vẫn hoạt động rất là bình thường. Ok, tôi sẽ đứng ở một cái độ cao hơn. Đó là đứng biểu diễn và rơi xem như thế nào các bạn nhé. Nó chỉ hơi tuột khớp ra một chút thôi. Đấy, và các bạn lại lắp khớp vào và lại dùng bình thường. Tôi còn không thấy cả nó xây xước gì cơ. Cây màu xanh này đã xước xước một chút ở ngay cái miệng rồi. Rơi miệng xuống. Có lẽ là tùy góc rơi thôi. Ok, cái này cũng bị xước một chút rồi, đúng không ạ? Còn cây màu trắng sữa này thì nhựa có vẻ rất là bền. Bây giờ thì chúng ta phải test đến mức lúc nào nó hỏng thì thôi, đúng không ạ? Xem nó bền đến mức như thế nào. Ok, ở đây thì cái trần là tôi đây thì cao và tôi cũng đã đo thử rồi. Nó lên tới cái lan can như các bạn nhìn thấy đấy, cái hệ thống lan can kia. Thì nó sẽ vào khoảng 6 mét từ cái chỗ kia xuống dưới đất. Chúng ta sẽ cùng thử tra tân nó xem sao các bạn nhé. Vâng, bây giờ chúng ta đang ở độ cao 6 mét, hơn 6 mét một chút so với mặt đất. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test hai cây này với độ rơi như thế này xem nó sẽ như thế nào các bạn nhé. Nào, trước tiên là cây trắng sữa đi ạ. Tôi thấy nó rơi ra làm 3-4 khúc nhưng mà chắc chắn là lắp được và vẫn ok. Cây xanh dương ạ. Vâng, cây xanh dương thì vỡ luôn này các bạn ạ. Chúng ta sẽ cùng nhau xuống xem hiện trường nhé. Đây, các bạn có thể thấy tôi vừa xuống tới nơi và chúng ta vừa đứng ở đằng trên kia. Đúng ạ. Đây, chúng ta sẽ cùng... Thôi, cây xanh này thì nó vỡ rồi. Đúng ạ. Đây là một cái đầu mỏ đuôi của cái cây màu trắng này. Ok, cây màu trắng này vẫn còn nguyên vẹn. Đấy. Có vấn đề gì cả. Tôi sẽ cầm lại và tôi sẽ lên phòng tôi lắp. Ở đây thì một cái đầu của nó, đúng không ạ? Và cũng tung mất cái nắp ở trên rồi. Đây. Ok, tôi sẽ lên phòng tôi lắp lại. Đây là cây xanh dương. Vỡ mất phần đuôi và phần đầu thì vẫn có thể tận dụng lắp sang một cây khác được, bởi vì nó có các khớp, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng lên phòng và lắp lại cây trắng sữa các bạn nhé.
Xin chào các bạn, tôi đã trở về phòng với một đống đổ nát như thế này, đúng không ạ? Cái cây xanh dương này thì nó vỡ hẳn rồi, đúng không ạ? Cái nhựa trong này nó khá là giòn, nhưng với tận độ cao 6 mét thì nó mới vỡ. Thế còn nếu mà độ cao mà như chúng ta đứng thổi thì là hoàn toàn ok. Ngoài ra nó còn các cái miệng của nó, các cái điểm miệng này nó cũng bị rạn nứt, đúng không ạ? Thì lại khá là nhựa trong này thì nó không được bền và giá nó cũng thấp hơn, đúng không ạ? Thế còn đây là các cái mỏ đã bị tung ra của cây sáo trắng, recorder trắng sữa. Và tôi không thấy một vết giày xước nặng nào cả, đúng không ạ? Cái sản phẩm này rất là bền, tôi không nghĩ là nó là bền đến như vậy. Ok, tôi lắp cái phần đuôi vào này. Tiếp theo là lắp cái phần đầu này vào. Không thấy một vết giày xước nào nặng cả. Và đây là cái miệng của nó. Rất là tốt và mọi thứ lại trở lại bình thường rồi. Tôi lại lắp thêm một cái bảo vệ này nữa thì tôi nghĩ là nó bị thừa. Đúng không ạ? Bởi vì là nó rơi cao như vậy mà nó còn không vỡ cơ mà, đúng không ạ? Đấy, và nếu các bạn dùng mà các bạn lại còn dùng thêm một cái dây đeo này vào cổ nữa thì tôi nghĩ là chẳng bao giờ rơi vỡ được, đúng không ạ? Đây là một cái sản phẩm rất là bền ngoài sức tưởng tượng của tôi. Và cái sản phẩm này giá là 115.000, đã bao gồm phí vận chuyển từ tận nơi cho các bạn nhé. Và nếu như các bạn muốn sở hữu cái sản phẩm recorder trắng sữa này, hoặc là xanh dương, hoặc là xanh lá, đấy, hoặc là màu đỏ, đúng không ạ? Các bạn có thể liên hệ với mình với cái số điện thoại đang xuất hiện trên màn hình đấy ạ. Hoặc các bạn có thể gõ cái số điện thoại này trên cái phần tìm kiếm Facebook thì sẽ ra Facebook của mình là Bảo Hiếu các bạn nhé. Đấy, thì chúng ta sẽ cùng giao lưu chia sẻ với nhau về cái việc sử dụng sản phẩm này. Rất là hy vọng cái sự trải nghiệm vừa rồi của chúng ta đã mang lại cho các bạn một cái sự yên tâm, rất là yên tâm về cái sản phẩm sáo recorder trắng sữa này, đúng không ạ? Và xin chúc các bạn sức khỏe, công việc thuận lợi và luôn cháy mãi cái niềm đam mê với các nhạc cụ của chúng ta. Xin cảm ơn và xin chào các bạn.